Chào các bạn, mình là Linh đây. Hôm nay nếu anh em có để ý là sẽ một ngày rất là đặc biệt dành cho một người, không phải là mình nhé, cũng gắn bó với Truy Kích. Mình phải nói thật đấy, người này ấy, không có người này thì mình đã gọi là bỏ Truy Kích từ rất là lâu rồi. Anh em biết sao? Ui rồi ơi, chết ngay. Chúc mừng sinh nhật NHZ nhá. Mình thực ra là tên là Guzi, mình không chết mình. Jin có bảo cái tên tiếng Việt của em ấy là nghe là gì nhưng mà với các bạn mình vẫn méo thì nhớ được là cái tên nó thực sự chính xác nó. Tôi chết rồi. Từ khi kể từ cái ngày mà mình chấm dứt gọi là mọi mối liên hệ với Truy Kích ấy, là bác quản trị không còn gọi là cung cấp ác hay là không có một cái gọi là chính sách gì đó mà quảng cáo súng hay là PR súng cho nước nữa thì mình lúc đấy mình như kiểu là rơi vào gọi là ngõ cụt ý. Thằng này nó bị lag nhưng mà nó là hero đấy. Trời ơi, chết ngay. Đây đây. Ôi chết rồi. Hero bóng tối đó là chết mẹ rồi. Đây là tiện đây thì anh em nào có những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho Jin thì có thể gửi qua đây. Mình nghĩ Jin sẽ đọc được thôi. Yeah, chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn Jin rất là nhiều, đảm bảo với anh em Truy Kích. Ơ cái mèo ở đây, thằng này là do mà. Đủ ma, thằng hero bóng tối nó bị lát. Nhìn kìa. Mẹ nó con nước hoàng bóng tối đấy, trốn mẹ đi chơi đéo rồi đấy. Không, mình lấy top với em này. Hôm nay mình sẽ chơi lại không? Thực ra mình định chơi nick của Jin ấy, nhưng mà hình như Jin đang chơi. Thế là thôi, để chơi sang nick bên Trung Quốc này. Anybody here? Úi giời. Chết ngay. Ok. Cái động đau nhờ. Chết luôn kìa. Về vãi. Đầu đất này. Cái là kill của Gold lại vãi. Nhìn rất hoành tráng. Chết rồi. Nó không chết kìa. Đây, con nước hỏa bóng tối em này. Nước hỏa bóng tối bây giờ nhìn ngon, mì nhon thế. Má, váy Hawaii đấy chứ đùa. Nó bị lag hình ảnh mà ghét cả con đấy vãi. Ờ đúng rồi, mình giờ mình ngồi suy nghĩ ra cái nói cái gọi là Mạnh Thường Quân. Đấy, kéo mình lại với Truy Kích đến bây giờ. Ý là bây giờ là do Jin và còn một số anh em nữa, nhưng mà thực sự đây là kiểu thời gian đấy là thời gian khó khăn nhất thì gọi là mình biết đến Jin thôi. Thế là cảm ơn Jin rất là nhiều đã gắn bó với cộng đồng, đã gắn bó với Linh Nhọ và những người bạn. Đấy, hy vọng là em sẽ có comment lại là con nước hồng tối kìa, sẽ gắn bó với anh em lâu hơn nữa đấy, để có cái review. Chết thế không chết kìa. Ôi, thằng sắp con băng này. Ô má. Rồi. Chiến thắng thì thử cần chiến thắng. Hết sức rồi nè. Ui, nó hỏa bóng tối kìa. Ui dồi, con này 50.000 máu cơ. Ui dồi. Rồi, bây giờ là hiệp thứ 9 rồi. Top mình vẫn đã cầm nhưng mà đây, thằng này có AK. Ui, thằng này nhiều đạn anh em ơi, ngon. Thằng này có AK độc nhưng mà nhiều đạn hơn thì con đâu của mình nhìn phế quá kìa. Có tí đạn mà nó cũng phải 2 bằng hết mẹ đạn. Để cầm cái này đi săn với sức. Ui. Ui, thằng này có đồ to, có danh hiệu tím luôn này. Mẹ, thằng này chúa đồ to à? Chúa hề à? Thằng này chúa hề anh em này. Ui, xịt sao thật. Ok, mà thằng kia mình bị... Nó bị mình nhặt súng cho nó cay kìa. Ô, chết ngay. Như nào? Ok. Ui. Từ từ bạn ơi. No. bắn đi con mẹ nó bắn nhau chết đi kìa. Né được rồi, vừa đấy mình hết bé đạn súng như còn quẻ vậy. Thằng này đầu to tím đấy. Đây tiếp đây đầu to cũng có đôi lời chúc đến Jin được má đấy. Úi rồi ôi, hai thằng không phải xong rồi. Mày xong rồi. Đấy, nó phải cú tát lực điền, mới bá ta chết luôn kìa. Quỳnh nhìn, lâu lâu không cầm cái con chú quỷ, tôi nhìn tay nó què quạt thế này. Úi dồi ôi, hai tát. Thằng này nữa. À, một sao à. Ôi, một sao thì nhấc cái đít lên mà chạy đi.
nhấc cái đít lên mà chạy đi bạn ơi. Ok, thấy không, đầu to đấy. Happy birthday Jin nhá. Đấy, ta cho bao hero luôn, mẹ béo mẹ luôn. Bây giờ là hiệp thứ 11 rồi, mình vẫn lên top mà mình không méo một cách thần kỳ đâu đó. Đây là làm đầu to xong rồi bị cận chiến các kiểu mà vẫn lên được top, giỏi thật. Đúng rồi, kỹ năng này ạ. Ok, cũng hơn 100 viên rồi, đạn hết vãi. Một ma này. Ôi giời. Ok. Ôi chết ngay. Có đầu to ở chú quỷ là bao nhiêu máu nhỉ, mình quên mẹ ơi. Lâu rồi không nhớ cơ. Ok. Ui giời, tí sẽ phả vào đầu được, ngon. Ok, từ giờ đến clip chúc mừng sinh nhật Jin chẳng lẽ là không được cái top. Thì uổng quá. Ủa, xây kìa. Đấy, ba có tí là chết này. Cái độc của nó kiểu nó gộp sát thương vào cũng kinh ấy chứ. Cả bắn cả độc. Mày này, ui dồi ôi. Này thì zombie xanh này, zombie xanh lá này. Mặt xanh như lá chuối chứ. Đùa mình cận chiến gái. Đấy, phải như thế chứ. Ôi, nhìn thấy nó đông đứt đam lên kìa. Ôi mẹ ăn, toàn đầu to thế nhưng mà hết mẹ đạn rồi. Đấy, đồng lên rồi, úi giời. Chạy ngay đi. Giờ mình phải lấy đạn thôi anh em ơi. Mẹ hòm đạn xa thế, chết tôi rồi. Chết dở rồi, làm đạn xa quá. Ủa, bắn phát chết hai thằng kìa. Ui, chạy. Nhìn bên dưới đông lắm này. Má nhìn anh em nhìn cái hòm đạn kìa. Nhìn cái cô kiểu muốn cho chơi game không ấy. Ôi ôi chết ngay, 8 kill. Mình hơi hoảng lên. Kiểu chơi chú quỷ hai quen cái tiết tấu của nó chậm chậm rồi nhưng mà chuyển sang chú quỷ bình thường rất sợ vãi. Đấy, chơi được. Dính độc này. Ui, có người đăng nhập rồi. Tính nào cái clip ngon nghẻ tặng Jin mà lại này chết không. Nó quá, tự nhiên là có sao căng không ra free chơi. Ôi rồi mình bắn chết ngay. Bắn phế quá, nhìn xuống kẹo. Phế quá. Có độc không ra. Thử, hai khẩu luôn. Như thế thích nhận nở ra được đúng. Hơn chục viên đã. Hai cái vòng xoáy không gian luôn. Mày đây giáo à? Thì bây giờ tất cả chúng mình đấy. Chơi hết đạn rồi. Úi, đầu không gian chết rồi. Ba viên đã. Bố đạn.